Em chào chị Minh ạ. Hôm nay chào là lịch tái khám của chị sau 3 tháng kết thúc liệu trình trẻ hóa đa nội bào ạ. Em nhìn chị xinh với trẻ quá ạ. Nói thật với em á, đến hôm nay chị cũng thật là bất ngờ về cái vẻ kiểu da mặt rồi các thứ của mình nó thay đổi quá là nhiều ấy. Tức là chị nhìn thấy là như kiểu chị trở lại cái thời trẻ ấy. Thế gần đây thì đấy, như em biết cái hình ảnh của chị thì quá là xấu luôn ấy. Thế là đến nhân lúc mà chị nhắc đến hình ảnh trước đây của chị ạ, thì em cũng rất muốn là bác sĩ Lưu sẽ phân tích lại tình trạng trước đây của chị để cho tất cả các chị em gặp chả may gặp phải tình trạng giống như chị thì cũng sẽ tìm được một phương pháp thích hợp và để được trẻ đẹp với chị ạ. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Đây là hình ảnh của khách hàng Minh đến làm thăm khám tại viện thẩm mỹ. Thì các bạn có thể nhìn thấy là chị Minh đến với tình trạng là da bị lão hóa rất là sớm, với tình trạng là da nhăn trùng chảy xệ do sự đứt gãy collagen và elastin ở vùng trung bì của da, thì dẫn đến là vùng xung quanh mắt này, vùng trán này, dạng mũi má và vùng hai bên má thì đều có xuất hiện những nếp nhăn và da rất là nhão và trùng. Sau khi các bác sĩ đã thăm khám thì đã tiến hành cái phương pháp đó là trẻ hóa đa nội bào cho chị. Kết quả của chị thì các bạn đã nhìn thấy vừa rồi đấy ạ. Và sau 3 tháng, đúng không? 3 tháng chị tái khám thì chị có hài lòng về cái phương pháp điều trị của bác sĩ đã chỉ định hay không? Thật sự là em rất là hài lòng luôn ạ. Tại vì là đấy, như là bác sĩ thấy cái lúc đầu em đến ấy thì cái mặt em tức là nó xấu đến mức độ như thế. Thì thật sự là vì cái thời gian trước đây ấy, thì em cũng cứ mải lo công việc, cứ bươn chải việc gì cũng làm, thì cứ lo làm sao để kiếm thật nhiều tiền lo được cho tương lai cho con. Cũng chính vì vậy thì đến khi mà em nhìn lại bản thân mình, đúng là cái hôm đấy là cái hôm mà em đi xin việc bị người ta ném cái hồ sơ vào mặt, thì lúc đấy em mới nhận thấy rằng là tại sao mặt mình lại trở lên như thế. Và em rất là tự ti, tức là lúc đấy như kiểu mình cảm giác như là mình mất hết tất cả ấy. Không nghĩ là làm sao để mình làm lại được như bây giờ. Và chính vì bây giờ em được như này thì em thấy là mọi việc của em, cái gì em cũng thấy nó suôn sẻ hơn. Không những thế, đi ra đường hay gặp bạn bè hay hàng xóm, ai cũng bảo trông người khác thế bây giờ trẻ hẳn ra, mà hồi trước thì trông già thế, bây giờ trẻ hẳn ra, trông xinh hẳn ra. Thì em thấy rằng cái cuộc sống của mình tự dưng nó như kiểu bước sang một cái trang mới ấy. Đấy, thì tự dưng em cảm thấy nó vui vẻ hẳn lên. Mà chính vì mình vui vẻ thì công việc gì mình làm cũng trôi chảy tốt hẳn. Đấy mà thật đây sự chị có thể thấy là toàn bộ những cái vùng da của chị sau quá trình điều trị, mặc dù đã 3 tháng rồi đấy, thì cái vùng nhăn ở vùng trán này, vùng xung quanh mắt này và rãnh mũi má, vùng chảy xệ ở vùng hai bên má cũng được cải thiện một cách rất là đáng kể. Với cái những cái vùng nhăn thì cơ bản nó đã được cải thiện đến 90%, còn những cái vùng chảy xệ nó được cải thiện một cái mắt thường mình có thể đánh giá và nhìn thấy được. Mà cái hiệu quả của cái này thì sau 3 tháng cơ bản như thế này là chị giữ là cũng tốt, thực hiện đúng những cái biện pháp mà các bác sĩ đề ra cho, giúp cho chị duy trì được cái hiệu quả của phương pháp này lâu hơn, đúng không? Vâng ạ. Vâng, không biết là chị có kỷ niệm vui gì khi mà với cái diện mạo mới này, có ai không nhận ra chị để mọi người còn nghĩ là chị là đi phẫu thuật thẩm mỹ không ạ? Có đấy, tức là chị đi về nhà ấy, thằng bé chị còn bảo chứ lúc đầu tiên nó nhìn thấy chị đó còn quay vào nhà cơ, xong lúc sau lại quay ra nó nhìn lại, xong nó bảo mẹ à. Thế chị bảo mẹ đây, thì khi nó nghe thấy giọng chị nói thì lúc đấy nó mới bảo là nó mới chạy ra, nó ôm với chị và sao hôm nay nhìn mẹ kiểu như xinh lên, mà trong đến đứa trẻ con nó còn nhận thấy như thế. Và khi chị quyết định chị lại đi xin việc lại vào cái công ty mà lúc trước chị đã xin ấy, thì như kiểu người ta không nhận ra mình ấy, người ta lại tiếp nhận hồ sơ của mình rất là vui vẻ. Đấy là cái mà chị cảm thấy chị rất là hạnh phúc và tự tin lên rất là nhiều. Thưa bác sĩ, là không biết là tại sao phương pháp trẻ hóa đa nội bào lại có thể khắc phục được hết tất cả những khuyết điểm trên gương mặt của chị Minh ạ? Minh là cơ chế như thế nào ạ? Với cơ bản ấy thì muốn giữ được cái hiệu quả phương pháp nó được bền lâu, và thứ hai là cái hiệu quả nó được đánh giá trên trực tiếp cái khuôn mặt của chị ấy, thì nó phải tăng sinh được cái collagen nội sinh, bởi vì là cái sự suy giảm cái collagen elastin ở phần trung bì của da thì nó mới gây ra những nguyên nhân về cái căng trùng chảy xệ trên da của chị. Với lại là khi mà cái phương pháp trẻ hóa đa nội bào thì mình sẽ cấy những cái chất kích thích tăng sinh collagen nội sinh vào trong vùng trung bì của da,
từ đó thì giúp cho cái vùng da này nó được mượt hơn, nó được mềm hơn, nó được căng hơn, cải thiện được những vùng nếp nhăn, những cái vùng mà chảy xệ trên da, đấy là nó duy trì được khá là lâu. Đấy là kết quả là các bạn có thể thấy thông qua chị 3 tháng tái khám đây. Chị Minh ơi, không biết là chị có lời chia sẻ thì với cả các chị em để tiếp thêm động lực cho các chị em đi làm đẹp với chị không ạ? Chị nghĩ rằng là các chị em thì hãy lên yêu quý lấy bản thân mình. Tức là mình có đẹp thì mình mới có tự tin trong cuộc sống. Tức là mọi công việc nó đều trôi chảy hơn, mà không những thế mình lại sẽ có những cái hạnh phúc của mình. Vâng, em cảm ơn những lời chia sẻ của chị Minh và bác sĩ ạ.